Xin chào quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Dân trên Youtube. Hôm nay Hoàng Vinh xin gửi đến các bạn tập 59 bộ truyện Trọng Luyện Cửu Thiên, tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, nguồn truyện tiên dực.com, người dịch alo 1231. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 457 Người Có Tiền Ta không biết liệu có thể giải quyết hoàn toàn những nghi ngờ trong lòng của Phương Quynh hay không nhưng đó là những gì mà ta nghĩ ở trong lòng thành dần gian nhìn sắc mặt của phương quý thở dài một hơi nói một cách chân thành phương huynh tôn phủ cùng với bắc dực cũng được bắc dực cùng với đông thổ cũng được ngay cả khi nói đến dưỡng khí cùng với trúc cơ trúc cơ cùng với kim đan ở trong này đều có phân biệt rất lớn trong giới tu hành cho tới bây giờ cũng không thể tìm được hai chữ công bình chân chính tu sĩ bắc dực có thể là ngu ngốc và bảo thủ, không biết làm thế nào để mà thích nghi, có thể là nịnh nọt, tân bốc, mất đi sự kiêu ngạo, bởi vì đã bị tôn phủ chúng ta cai trị trong 1.500 năm, chưa hẳn không phải là thiên đạo không cho phép, đạo lý ở trong này chỉ cần suy ngẫm một chút là có thể nhìn thấu rồi. Tu hành chỉ là đại đạo của cá nhân, phương huynh cần gì những cái chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình chứ? hắn nói đến chỗ này liền cười nâng chén lên nói phương huynh chúng ta có thể một mực coi như là người một nhà có được không vậy nói chuyện một phen cùng với thanh dân gian nói chuyện một phen cùng với thanh dân gian lúc đầu đã khiến cho trong lòng của phương quý cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nhưng mà về sau hắn vẫn cảm thấy không thể tận hứng ở trong lần trò chuyện này phương quý ngược lại là phát hiện ra thanh dân gian quả thật đã coi hắn là một người bạn tốt hoặc nói là người nhà theo thanh dân gian thấy hẳn nên là thiên tài giống như quyết mạch tôn phủ mà không phải là những kẻ ngu si như tu sĩ bắt dực lời này dường như là đang khen chính mình nhưng mà vẫn khiến cho người ta không thoải mái nếu như nói chính mình bởi vì thông minh và tài tuấn cho nên là một dạng người như là quyết mạch tôn phủ vậy sư tỷ thì sao lại nói người thái bà tông thì sao chẳng lẽ mình không giống với bọn họ hay sao chứ giống như xác thực là không phải mình thế nhưng mà lại là hậu đại tiên nhân mà bất quả mình là hậu đại tiên nhân cho nên không giống tu sĩ bắt giật vậy chẳng lẽ quyết mạch tôn phủ sẽ giống như mình à bọn hắn tự xưng là hậu duệ quỷ thần quỷ thần gì kia phương quý cũng đã từng gặp rồi sao có thể so với tiên nhân lão gia gia nhà mình chứ bằng vào cái đầu nhỏ của hắn lúc này còn không nghĩ ra những vấn đề thế là quyết định trước tiên không nghĩ cố gắng tu hành rồi lại nói trước kia đồng tiền giúp mình làm ra lựa chọn để cho mình đi đến tôn phủ không phải là bởi vì chính mình đang cần tài nguyên hay sao bây giờ ngẫm lại chính mình sau khi đi tới tôn phủ tài nguyên xác thực đã kiếm được rất thuận lợi đã như vậy vậy thì mình liền tuân theo ý định ban đầu của mình nâng cao tu vi lên mới là đúng đắn. Về những vấn đề khác cứ đi một bước lại nhìn một bước. Sau khi nghĩ thông suốt cái vấn đề này, Phương Quý liền không còn lo lắng nữa, quyết định bế quan tu luyện trong một đoạn thời gian. Chuyến đi đến Thiên Nam Đạo lần này đã thực sự mang đến cho hắn một gia tài. Có kiếm gỗ của tổ sư Đông Lai Tông, Phương Quý liền có ưu thế cực lớn khi mà tu luyện đạo quyền pháp thứ ba khô mộc quyền sinh quyết lại được tôn phủ ban thưởng dạng vật mẫu thủy như vậy hắn cũng có thể tu luyện thỏa thích đạo quyền pháp thứ tư thái dịch chân thủy quyết vô luận là từ góc độ nào mà nói loại thu hoạch tài nguyên này cũng đều cực kỳ thuận lợi đương nhiên tài nguyên sẽ lấy được không tranh thủ thời gian sử dụng chuyện này cùng với không lấy được tài nguyên khác nhau ở chỗ nào chứ tài nguyên cuối cùng vẫn chỉ là ngoại vật tu luyện thành quyền pháp mới được tính là bản lãnh của mình ôm ý nghĩ như vậy hắn liền dốc lòng bế quan trong ba bốn tháng thời gian ít đi ra ngoài chuyên tâm tu hành còn dùng linh phiếu do tôn phủ ban thưởng đổi thành một đống linh thạch bố trí ở trong tụ linh trận đảm bảo nhu cầu cần thiết cho tu luyện linh thạch ở trong giới tu hành là tiền tệ thông dụng nhất nhưng mà cũng là tài nguyên tu luyện tinh thuần nhất tất cả linh thạch đều là linh khí tinh thuần nhất được rút ra từ trong linh mạch ngưng luyện mà thành chỉ cần bố trí trong tụ linh trận liền có thể chuyển hóa thành linh khí cuồn cuộn. Đương nhiên, đạo lý này người người đều biết. Thứ linh thạch này ở trong ta quay cũng có vài khối, nhưng nếu như dùng để tu hành mà nói lại có vẻ hơi xa xỉ, cho nên phần lớn mọi người cũng không nỡ dùng. So sánh một cách đơn giản, thân vệ ngân giáp phổ thông tại Tôn Phủ bóng lọc một tháng chỉ là 300 khối linh thạch. Nhưng mà nếu dùng 300 khối linh thạch để mà tu luyện thì coi như mỗi ngày chỉ tu luyện có được một canh giờ. Vậy cũng phải tiêu hao 100 khối linh thạch. Bỗng lọc một tháng tu luyện trong 3 ngày thời gian liền không còn. Cho nên, cho dù là những thiên kiêu quyết mạch tôn phủ đỉnh tiêm kia, chỉ sợ cũng không nỡ lãng phí như vậy. Phương quý thì lại không giống. Hiện tại, hắn rất có tiền. Chỉ là chuyến đi đến thiên nam đạo liền kiếm được ba dạng ba ngàn linh thạch lại thêm trước đó đã giành dụm được chính là khoảng chừng 4 dạng linh thạch. Nếu mà dùng để tu luyện, hắn có thể duy trì trong một năm thời gian. Đây cũng là lực lượng của người có tiền. Loại người chỉ có 50 khối linh thạch trên người như sư tỷ đó là tuyệt đối không có loại điều kiện này. Thời gian trôi qua cực nhanh, 4 tháng thời gian chợt lóe lên liền biến mất. Phương quý điều thấp bế quan cũng dần dần đưa tới suy đoán của rất nhiều người bọn hắn không biết một người cuồng giọng như phương quý làm sao mà lại bỗng nhiên trốn tránh không lộ diện sau khi tiến hành nghe ngóng cũng không hiểu rõ có người không nhìn được liền liên tưởng đến sự kiện phương quý đã từng ra sức đánh thiếu niên tôn phủ kia lời đồn đại cũng từ đó mà ra có người nói phương quý âm thầm bị một vị thiên kiêu tôn phủ nào đó đã xuất thủ dạy dỗ cho một lần từ đó về sau liền cụp đuôi lại làm người không có dám thò đầu ra nhưng mà cũng có người lại nói phương quý tự ý thức được bản thân đã gây ra đại họa cố ý giấu mình để mà tránh họa chờ chuyện này lắng xuống vô luận là loại lời đồn đại nào cũng đều mang một chút giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác chỉ là khiến cho người ta không vui mừng lắm chính là phương quý cũng chỉ là trốn không gặp người mà thôi tôn phủ vẫn không truyền tin tức xác thực nào là muốn trừng phạt hắn trên mặt nổi phương quý vẫn là kim lũ thần giáp trẻ tuổi nhất kia thiên phú kinh người của hắn cũng vẫn luôn được lưu truyền trong tôn phủ giống như là không có nhận phải tổn thất chân chính gì chẳng lẽ tai họa đánh thiếu niên tôn phủ kia liền thật sự theo việc hắn điều thấp làm người tránh thoát như thế sao thật sự này không khỏi khiến cho người ta có một chút không thoải mái cái tên tiểu tử kia hẳn là đang bế quan tu hành quan tâm đến phương quý bây giờ ngoại trừ những người rảnh rỗi kia còn có nam phương thần điện triệu thông nguyên trưởng lão chương bốn trăm năm mươi tám diếm hắn đã lâu không có gặp phương quý cũng đã nói lão quản gia quan tâm phương quý kỹ càng một chút ngược lại là rất nhanh liên đạt được một cái suy đoán đối với chuyện này triệu thông nguyên cũng không nói thêm lời nào ngược lại phi thường hài lòng tu hành tại tôn phủ ngoại trừ phải có nhãn lực, hiểu được làm người, tu di cũng rất trọng yếu. Cái tên tiểu tử này biết tránh đầu sóng ngọn gió, cũng biết tầm quan trọng của tu di, điểm này rất không tệ, có khả năng dạy dỗ rồi. Vừa nói, vừa hỏi, hắn gần đây không có đi tìm vị sư tỷ kia chứ? Lão quản gia kia nói, trước đó có đi hai lần, bất quá cũng đều không có ở lại quá lâu, trong hai tháng gần đây thì không có đi triệu thông nguyên nghe vậy ngược lại là đại hỷ cười nói nói như thế lúc đó hắn vẫn nghe lọt vào tai những lời của lão phu nói rồi lão quản gia cười nói nhỏ tuổi lại xuất thân từ loại tiên môn như là thái bạch tông có một chút khí phách thiếu niên cũng là chuyện bình thường chỉ bất quá một bên là dinh hoa tôn phủ một bên là ngõ hẹp đường cùng làm như thế nào để mà lựa chọn coi như là đồ đằng cũng có thể nghĩ rõ được mà Triệu Thông Nguyên rất tán thành, gật đầu không thôi. Nghĩ đến về sau nên làm như thế nào để mình đánh thức Phương Quý, khiến cho thành thật, trở thành môn hạ của mình, sẽ không tiếp tục có bất kỳ liên quan nào tới cùng với Thái Bạch Tông. Bất quá, cũng đúng vào lúc này, lão quản gia kia đột nhiên nói. Ờ, à, mà bất quá vào thời điểm lão nô nhìn chầm chầm vào Phương Quý tiểu tiên sinh, lại phát hiện ra cái vị quách thanh tiên tử Thái Bạch Tông kia thường xuyên gặp nhau cùng với người ở trong hẻm phế nhân dường như là đang thương lượng điều gì đó hả Ng người trong hẻm phế nhân à triệu thông nguyên lập tức khẽ nhíu mày chỉ là một đám phế nhân có thể thương lượng cái gì lão quản gia lắc đầu nói bọn hắn rất cảnh giác lão nô cũng không biết muốn cần đi hỏi thăm một chút hay không vậy triệu thông nguyên nghĩ nghĩ lắc đầu nói lá gan của nữ tử họ quách kia rất lớn cũng có thiên tư nhưng mà tu vi của nàng vẫn còn rất thấp không thể lật được bọt nước gì chuyện này không có quan hệ với chúng ta cũng đừng có liên lụy qua sầu cứ mặc kệ nàng đi lão quản gia đáp ứng không còn đề cập tới chuyện này kỳ thật vào thời điểm lão quản gia cùng với triệu thông nguyên cảm thấy nghi vấn phương quý cũng cảm thấy từ sau khi quyết định bế quan hắn liền rất ít khi đi ra ngoài không có đi tìm triệu thông nguyên cũng không đi tìm thanh dân gian chỉ bất quá bây giờ tu vi của hắn còn thấp cũng không cần hơi một tí liền bế tử quan cho nên trong lúc không tu luyện cũng từng xuất quan ngắn ngủi đi đến chỗ của quách sư tỷ hai chuyến trong chuyến thăm đầu tiên là vì sau khi vị sư tỷ này từ biệt hắn tại hẻm phế nhân cũng không có tìm hắn hắn liền cảm thấy có một chút không yên lòng thế là liền đi đến nam phương thần điện tiến hành nghe ngóng kết quả là sau khi hỏi thăm liền thấy những tu sĩ trong nam phương thần điện kia đều biểu hiện ra một chút khinh thường đối với vị sư tỷ nhà của mình bởi vì thế cũng không hề để ý đến phương quý cho nên phương quý chỉ để lại một lời nhắn rồi trở về nhưng sau khi trở về sư tỷ vẫn không đến tìm hắn giống như là tận lực xa lánh hắn vậy trong lòng của phương quý không hiểu nên lại đi thêm một lần nữa lần này hắn trực tiếp đi đến hẻm phế nhân cũng đúng là gặp được sư tỷ nàng vẫn ở trong tiệm ăn nhỏ kia đang thảo luận điều gì đó với mọi người nhìn thấy phương quý bước vào liền ngừng lại sau đó khách khí hỏi phương quý có phải đã gặp phiền toái gì hay không phương quý nhìn bộ dáng này liền biết là bọn nàng có việc đang gạt chính mình muốn hỏi cũng không biết làm thế nào để mà hỏi không có cách nào khác hắn liền nói ra sự tình mà tông chủ Thái Bà Tông giao cho hắn lúc trước. Sư tỷ, trước khi ta đến đây, tông chủ nói cho ta biết một sự kiện muốn ta truyền thụ pháp môn quy nguyên bất diệt thức của tông chủ cho ngươi. Nhìn thấy ngươi gần đây bận rộn như vậy, không bằng hôm nay liền truyền thụ. Quy nguyên bất diệt thức à? Quách thanh sư tỷ nghe vậy lộ ra sắc mặt khá là xúc động. Tông chủ vẫn còn nhớ đến ta sao? Phương quỷ nói đó là chuyện đương nhiên rồi. Mỗi khi hắn nói về sự tình ngươi 10 năm không trở về tiên môn, sắc mặt đều trở nên cực kỳ nặng nề, giống như con trai đã chết vậy. Ta, ta sẽ trở về. Câu trả lời thuận miệng, nguyên rủa triệu thái hợp này của phương quý cũng làm cho quách thanh sư tỷ có một chút xuất thần. Nhưng mà nàng không phải là rất am hiểu biểu đạt. Thế là sau khi trầm mặt một hồi mới làm bầm nói mấy chữ. Sau khi lấy lại bình tĩnh lại rất kiên định nói ra đoán chừng sẽ rất nhanh thôi. Đó là việc nên làm. Phương Quý không muốn nói về điều này nữa, chỉ muốn nói về sự tình truyền pháp. Truyền pháp là đại sự, nhất là bậc bí pháp tiên môn như là quy nguyên bất diệt thức. Nhưng mà Quách Thanh ngược lại, rất thống khoái, cũng không cần tìm một địa phương bí ẩn nào trực tiếp ngay trong hẻm phê nhân, tìm một gian phòng an tĩnh để cho Phương Quý truyền thụ pháp môn quy nguyên bất diệt thức cho nàng sau đó để cho nàng tự lĩnh ngộ. Tông chủ vẫn xem ta là đệ tử tiên môn cho nên để cho ngươi truyền cho ta đạo pháp môn này, ta sẽ không cô phụ tiên môn. Sau khi Quách Thanh Sư tỷ tiếp nhận pháp môn, tâm tình vẫn có một chút khó bình tĩnh. Phương Quý ngoẹo đầu đánh giá nàng một hồi bỗng nhiên nói, Sư tỷ, ngươi rốt cuộc đang giấu giếm ta chuyện gì? Quách Thanh sư tỷ đón ánh mắt của Phương Quý, ngược lại trầm mặt một hồi, sau đó chỉ nói một câu. Sư đệ, ngươi còn nhỏ, lại có tương lai rất tốt, ta cũng không phải là tận lực muốn giấu giếm ngươi cái gì, chỉ biết là mình không thể ích kỷ như thế mà thôi. Nói xong lời này, nàng liền đứng dậy rời đi. Sau khi đi được mấy bước, lại quay đầu lại nói, sau này đừng đến hẻm phế nhân nữa, sẽ gây bất lợi cho ngươi đó. Con quỷ nhỏ này, Phương Quý thấy nàng đi xa, lập tức thở phì phò mắng một câu nói. Nói trở mặt cái liền trở mặt, giống như là không quen biết vậy, cũng không đưa ra một lời giải thích. Hiện tại động một chút lại nói là ta đừng có tới đây. Sự tình thiếu ta tám trăm khối linh thạch, tại sao không đề cập tới một câu nào vậy? Cũng là sau lần này, Phương Quý không tiếp tục đến tìm Quách Thanh sư tỷ. Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phương Quý Phương Lão gia, dù sao cũng có cá tính, người không thích chơi với ta ta cũng không thèm đùa với ngươi. Sau lần bãi phỏng quách thanh sư tỷ kia, cũng vào sau khi truyền cho nàng quy nguyên bất diệt thức, phương quý rất ít đi ra ngoài, chỉ an tâm tu hành. Thế là sau 5 tháng thời gian, tiến bộ rất nhanh, hoành tảo cửu thiên vô địch bá quyền pháp, rốt cục cũng đã tiếp cận tiểu thành. Đạo quyền pháp thứ hai thái ất kiềm khí của hắn, vào lúc mới đến thiên nam đạo liền đã tu thành một nửa, Về sau, lại tốn hơn một tháng thời gian rốt cục thì cũng đã tu thành mà đạo quyền pháp thứ ba khô mộc quyền sinh quyết thì là sau khi lấy được kiếm gỗ của tổ sư đông lai tông liền bắt đầu thử lĩnh ngộ sau khi trở về tôn phủ được một tháng rốt cục cũng tu tới tiểu thành chương 459 rào cản lại đến sau này hắn mượn nhờ dạng vật mẫu thủy mà tôn phủ đã ban thưởng cho tu luyện thái dịch chân thủy quyết đồng dạng cũng có tiến bộ rất nhanh trong vòng 3 tháng liền đã có biến hóa rất rõ ràng loại tốc độ này người bình thường nghe vào trong tay quả nhiên hết sức kinh người nhưng mà đối với phương quý mà nói cũng là hợp tình hợp lý người bình thường tu hành chủ quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ ngoại trừ tài nguyên lĩnh ngộ chính là nguyên nhân lớn nhất hạn chế tốc độ tu hành có rất nhiều người ở bên trong đạo quyền pháp thường thường cần tốn hao mấy năm thậm chí mười mấy năm công phu mới có thể thành tựu chính là bởi vì bọn hắn lĩnh ngộ quá chậm. Ngay cả nên tu luyện như thế nào cũng đều không rõ ràng, đương nhiên cũng sẽ nửa bước khó khăn, không có cách nào mà tinh tiến. Mà hoành tạo cửu thiên vô địch bá quyền pháp của phương quý, thế nhưng mượn nhờ ngộ tính của ma thai kỳ cung lĩnh ngộ ra, có cảm ngộ cực sâu. Người bình thường đều cần phải điều tra xem kiện bảo bối kia ở nơi nào, sau đó một đường phá quan trạm tướng, lấy bảo bối vào trong tay, mà đối với phương quý mà nói có ma thai kỳ cung giúp hắn lĩnh ngộ giống như là hắn đã sớm lấy được tàn bảo đồ rõ ràng như lòng bàn tay tiết kiệm được vô số thời gian dốc lòng điều tra mà có những tài nguyên kia thì lại giống như là chìa khóa và thuyền pháp có thể khiến cho hắn nhanh chóng đi tới mục đích có thể khiến cho hắn thông qua cửa ải một cách thuận lợi mà người khác bỏ ra rất nhiều tinh lực mới có thể thông qua ở dưới tình huống như vậy, tốc độ muốn chậm cũng đều không chậm nổi. Môn bá quyền pháp này, trước sau có tổng cộng 9 đạo quyền pháp, 5 đạo quyền pháp phía trước liền phân biệt đối với ngũ hành kim mộc thủy quả thổ, bây giờ thượng thanh quyền sơn, thái ất kim khí, khô mộc quyền sinh, thái dịch chân thủy của người đều đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Trong ngũ hành quyền pháp, liền chỉ còn lại có một đạo thần đạo quyền quang, nếu như cũng có thể luyện thành pháp này liền có thể làm đến ngũ hành lưu chuyển tương sinh tương khắc xem như là có thành tựu rồi loại cảnh giới nhỏ này ngươi có thể gọi là cảnh giới tiểu ngũ hành à trong đại điện ma thai kỳ cung nói cho đúng là tiểu ma sư cũng đang chững chạc đàng hoàng phân tích giúp cho phương quý nó ngược lại không có cảm thấy phương quý tu luyện quá nhanh thậm chí còn cảm thấy hắn tu hành hơi chậm cái cảnh giới tiểu ngũ hành này không phải là nên sớm đạt tới rồi hay sao? Dù sao, vào lúc phương quý tu thành chính đạo quyền pháp, chính là thời điểm thả nó rời đi. Vậy nếu như tu thành cảnh giới tiểu ngũ hành sẽ có bao nhiêu lợi hại? Phương quý nghe lời này không khỏi có một chút chờ mong. Kết quả của tiểu ma sư lại trực tiếp trợn mắt nhìn hắn nói. Ta làm sao mà biết được, gần đây ngươi cũng đâu có đánh nhau với ai. Phương Quý lập tức ngẹn họng, trừng nó một cái nói. Vậy ngươi hãy nói cho ta làm thế nào để mà tu luyện đạo quyền pháp thứ năm đi. Cũng không phải là do hắn lười biếng ở trong những đạo quyền pháp mà Ma Thai Kỳ Cung thô diễn ra giúp hắn. Vẫn thật sự là đạo thân đạo quyền quang lúc đầu đơn giản nhất này, khó tu luyện nhất. Đạo thượng thanh quyền pháp kia có ma sơn chi quyết tương trợ có thể tu thành vô cùng đơn giản. Mà mấy đạo quyền pháp thái ất kim khí cô mọc quyền sinh, thái dịch chân thủy, đồng dạng cũng có tài nguyên tương ứng, có thể giúp hắn lĩnh ngộ, rất nhanh liền đạt tới tiểu thành. Duy chỉ có đạo, thần đạo quyền quan này, lại cơ hồ do tiểu ma sư thô diễn. Nó lấy pháp làm dẫn, dung nhập 17 loại quả pháp tiên môn khác, Nếu như tu luyện thành công liền có thể đạt tới quả thức di quả, có được thần quy vô cùng kỳ diệu nhưng mà cũng chính là bởi vì pháp này đã được thu diễn lại hoàn toàn cho nên phương quý cũng không biết nên dùng dạng tài nguyên gì mới có thể tăng tốc quá trình tu luyện của mình tiểu ma sư trầm ngâm một phen nói bốn đạo quyền pháp trước đều có bóng dáng của quyền pháp nguyên bản cho nên mới có thể tìm được tài nguyên thích hợp nhưng mà đạo quyền pháp này không có tiền nhân giúp chúng ta thử nghiệm chỉ có thể tìm tòi từng chút một người trước tiên hãy mua nhiều loại tài nguyên thử một chút ngươi nhìn đi đó nhìn đi lại làm lãng phí tiền rồi phương quý cảm thấy rất là bất mãn lúc này chỉ mới là đạo quyền pháp thứ năm cũng đã có một chút không chắc chắn phía sau phải làm sao bây giờ còn muốn phía sau hả tiểu ma sư nghe lời này thế mà hoàn toàn không có ý tứ hổ thẹn ngược lại cười lạnh nói trước tiên ngươi hãy tu luyện đến cảnh giới tiểu ngũ hành rồi nói sao về phần bốn đạo quyền pháp phía sau, ngươi tạm thời không cần phải suy tính. Đối với ngươi mà nói, còn có một rào cản phải vượt qua. Rào cản gì? Phương Quý nghe lời này lập tức ngây ngẩn một chút. Có một chút hoài nghi nhìn về hướng tiểu ma sư. Tiểu ma sư thấy bộ dáng này của hắn lập tức nâng cao hai tay nói. Đừng có nhìn ta nha. Cái chuyện này không có liên quan đến ta. Đừng có lại đổ thừa ta đấy. Đạo cơ chính là chỗ căn cơ ngươi tu luyện tất cả quyền pháp đạo cơ càng mạnh có thể tiếp nhận quyền pháp càng nhiều quy lực quyền pháp phát ra cũng càng mạnh mà bá quyền pháp ngươi bảo ta thu diện thế nhưng là có chính đạo quyền pháp bây giờ đạo cơ của ngươi trên bản chất là thần đạo trúc cơ có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu ngũ hành cũng đã đạt đến cực hạn rồi lại nhiều hơn đạo cơ sẽ không chịu nổi đâu nói xong nó lắc đầu nói khi đó ngươi không phải là gì truy cầu tiên đạo trúc cơ đã tự chém một kiếm trên đạo cơ lưu lại cơ hội luyện hóa tài nguyên tiên đạo để mà thành tựu tiên đạo trúc cơ hay sao hiện tại chính là thời điểm cần làm như vậy như vậy là cần phải bổ túc đạo cơ à phương quý nghe thế vô cùng ngạc nhiên hắn còn tưởng rằng mình còn có rất nhiều thời gian căn cơ của ngươi đã đến cực hạn rồi tiểu ma sư nói môn bá quyền pháp này mặc dù là công pháp ta thu diễn ra nhưng mà phương hướng đi vẫn là mượn nhờ cửu linh chính điển của tần gia đó cũng không phải là công pháp bình thường quyền diệu tinh thầm biến hóa tinh diệu đến cực điểm có thể xác định đó vốn là công pháp chỉ có tiên đạo trúc cơ mới có thể tu luyện mà môn bá quyền pháp này tuy là công pháp thô diễn lại một lần nữa nhưng mà cũng không kém nhiều đâu cho nên ngươi lúc này cũng chỉ có thể trước tiên tu thành tiểu ngũ hành nếu như không thể bổ túc đạo cơ, con đường tiếp theo sẽ kết thúc. Đương nhiên, không bổ túc đạo cơ, ngươi sẽ không cách nào bước vào kim đan, con đường lúc đầu cũng gãy mất. Những lời này khiến cho Phương Quý có một chút cảm giác cấp bách. Lúc đầu, hắn cho rằng mình đạt đến cảnh giới trúc cơ liền có rất nhiều thời gian để phung phí, giống như rất nhiều chấp sự tại Thái Bạch Tông người nào không phải là dừng lại tại cảnh giới trúc cơ mấy chục năm thậm chí là trên một trăm năm vậy thì mình còn gấp gáp cái gì nhưng cũng đến lúc này hắn mới ý thức được giữa người và người thật đúng là không giống nhau chính mình không cẩn thận liền đã tu luyện tới cảnh giới rất là lợi hại rồi chương 460 đi lệch đã như vậy vậy cũng chỉ có thể trước thành tựu tiểu ngũ hành rồi lại nói trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ cũng chỉ có thể đi tìm kiếm tài nguyên hệ quả để mà tu luyện thần đạo quyền quan lúc đầu hắn mặc dù phàn nàn với tiểu ma sư ở ngoài miệng nhưng mà trong lòng cũng không có quá coi ra gì dù sao thì hắn bây giờ thế nhưng là một người có lượng lớn linh thạch không cần phải câu nệ tài nguyên cứ mua hết là được thật sự không nghĩ đến sau khi hắn chạy mấy chuyến đến trân bào cát trong thần quyền thành trước sau thử bảy tám loại tài nguyên hệ quả thế mà cũng đều có cảm giác không phù hợp, không cách nào làm cho thần đạo quyền quan quán nhanh chóng tình tiến. Thiên hạ có vô số tài nguyên, chẳng lẽ không có một loại nào phù hợp sao chứ? Phương quý cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không tìm được tài nguyên phù hợp, vậy liền chỉ có thể từ không tới có, đau khổ tu luyện, có khả năng cần 10 năm, 20 năm công phu mài dũa Phương Quý nghĩ đến cái lựa chọn này, trong lòng liền cảm thấy run rẩy một trận, quyết định phải tìm được tài nguyên phù hợp. Quả tàn thạch, địa diễm tinh, kim ô nham, nam ly châu, nguyên quả sa, những cái thứ này đều không được sao chứ? Sau khi tiểu ma sư kỳ cung nghe nói chuyện này cũng có một chút nghẹn họng nhìn trân trối. Không nên chứ, không có đạo lý à. Phương Quý cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, càng có một chút đau lòng nói thật sự là không được, có phải là phù hợp hay không, ta cũng không phải là không cảm ứng được. Mấy cái loại tài nguyên hệ quả thường gặp này, ta đều đã mua một lần rồi. Thế nhưng sau khi thử qua, rõ ràng không phù hợp, mà làm cho ta đau lòng nhất, chính là kim ô nham. Cái món đồ chơi này giống như tử ngọc thần kim vậy, hoặc là không mua, hoặc là cũng chỉ có thể mua một khối nặng ba cân. Ta bỏ ra 9.000 linh thạch, kết quả là thử một lần, không thích hợp. Ta muốn trả cho Trân Bảo Cát cũng đều không cho trả, nói là đã mở ra rồi. Tiểu ma sư lập tức nói không nên lời, vậy về sau ngươi đã xử lý như thế nào? Phương quỷ nói, thì ta chuyển tài bán cho thanh dân gian, thu quán là 9.500 linh thạch. Tiểu ma sư lắc đầu, à, à, không đúng, thật sự là không đúng. Tiểu ma sư cẩn thận thôi diễn một phen nói, đạo thần đạo quyền quan này tuy là một đạo quyền pháp cuối cùng trong cảnh giới tiểu ngũ hành nhưng mà lại không phải là một đạo khó khăn nhất. Huống hồ là tu luyện pháp này có quan hệ cùng với thần thức của người, người đã sớm luyện thành quy nguyên bất diệt thức nội tình không kém. Theo lý thuyết á, là có thể tu hành rất tốt mới đúng chứ. Không có đạo lý thay đổi nhiều tài nguyên như vậy cũng đều không có phù hợp cho người tu hành. Nhìn nó nghiêm túc suy tư sắc mặt của phương quý dần dần thay đổi. Nói thật ra có phải là do quyền pháp của ngươi thôi diễn ra có vấn đề không vậy tiểu ma sư lập tức giận dữ vỗ án nói quyền pháp của ta thôi diễn ra làm sao có vấn đề chứ phương quý bị khí thế của nó chấn trụ lập tức có một chút hụt hơi biểu môi hỏi vậy thì đã xảy ra chuyện gì tiểu ma sư nghiêm túc đánh giá một phen khí thế cũng dần dần yếu đi quyền pháp không có vấn đề vậy có lẽ vấn đề là cá nhân ngươi phương quý lập tức giận dữ lao lên muốn đánh người mới có vấn đề ạ à? ta ta chỉ nói giỡn thôi làm gì giận dữ hả? À? tiểu ma sư lập tức giật nảy cả mình vội vàng bay ra khuôn mặt tươi cười trấn an phương quý kỳ thật nó cũng biết phương quý lúc ở cảnh giới dưỡng tức liền có ám thương vô cùng nghiêm trọng nhưng mà sau khi trút cơ ám thương cũng đã được bù đắp bây giờ vấn đề của quyền pháp xác thực là không nên xuất hiện ở trên người của hắn thế là nó liền thương lượng cùng với phương quý phương quý tiếp tục đi tìm càng nhiều tài nguyên hệ quả nhìn thử có thích hợp hay không mà nó cũng lại sẽ nghiêm túc cân nhắc đạo thần đạo quyền quan này để mà tránh xảy ra vấn đề nhất định là không có vấn đề ta đối với điển tịch thần thức cũng đã đọc rất nhiều cũng hiểu rõ nhất ngươi cứ yên tâm đi tiểu ma sư dỗ ngực ầm ầm lộ ra bộ dáng tràn đầy lòng tin vậy thì ngươi phải tranh thủ thời gian biết không làm trễ nải ta tu hành thế nhưng là chuyện lớn đấy. Phương Quý nửa tin nửa ngờ lại dặn dò vài câu, lúc này mới rời khỏi đại điện. Phương Quý vừa rời đi, tiểu ma sư liền lập tức quảng hồn lo lắng nói. Hỏng, ta xem nhiều điển tịch tu luyện thần thức như vậy cũng đều không có nghiên cứu ra tòa đại điện nát này là thứ gì. Bây giờ triêu ra đại quả, ta làm sao có thể chạy trốn chứ? Dương Tài, hãy đem cái thiệp mời gần nhất tới cho ta, nếu tạm thời không thành tựu được cảnh giới tiểu ngũ hành, phương quý cũng chỉ có thể tạm thời ngừng việc tu hành. Bế quan liên tục trong non nửa năm thời gian, chăm chỉ tu luyện, bây giờ bỗng nhiên ngừng lại, hắn cũng có một chút thất vọng. Hắn là một người có tính tình hiếu động bởi vì biết sự trọng yếu của một thân bản lãnh cho nên vào thời điểm tu hành vẫn còn nhẫn nại được. Bây giờ ngừng lại liền không cách nào lại thành thật giống mình ở trong lầu nhỏ, ngồi trong phòng khách uống chén trà liền la hét bảo anh đề cầm thiệp tới cho mình. Mặc dù là tu vi của phương quý bây giờ còn thấp, còn không cần hoàn toàn bế tử quan, nhưng mà theo quy củ trong giới tu hành, vào thời điểm người khác bế quan tuyệt đối không thể tùy tiện quấy rầy. Cho nên, sau khi phương quý bế quan, nếu như có người tới hỏi thăm, vậy đều sẽ đưa thiệp tới trước, chờ người bế quan rảnh rỗi đại đọc. Cho dù là tôn phủ, chỉ cần không phải loại việc cần làm cấp tốc kia, thì cũng không tùy tiện quấy rầy thần vệ đang tiến hành bế quan. Cũng bởi vì vậy, lúc đang tu hành, hơn phân nửa đều có tiểu đồng hoặc có thể là lão bọc đi theo bên cạnh. Thứ nhất, có thể chăm sóc sinh hoạt thường ngày, xử lý việc giặt giảnh. Thứ hai, cũng vào thời điểm bế quan, có thể giúp chính mình cản trở ngoại nhân, nhận lấy thiệp mời. Phương quý cho đến bây giờ còn không có nuôi qua người hầu cũng không có người đáng tín nhiệm để sử dụng cho nên bình thường liền dạy bảo anh đệ một phen thật tốt ngày bình thường thu đồ vật hầu hạ thủ vệ giữ nhà chính là anh đệ thu thiệp vào lúc bế quan hộ pháp cũng là anh đệ vì thế không thể không khen con quái xà này một câu trải qua sự dạy dỗ của phương quý trong thời gian dài bây giờ anh đệ đã biết trải giường chiếu xếp chăn lộ tuyến đã đi lệch ngay từ đầu, Phương Quý còn muốn cho nó đi đến bến tàu khiên hàng hóa, kết quả hiện tại trở thành tiểu nha hoàng thiếp thần. Anh Đề nhìn thấy Phương Quý xuất quan cũng có một chút hưng phấn, trong miệng ngậm một chồng thiếp mời trường tới, bỏ vào trên bàn của Phương Quý. Sau đó, cái đuôi nhỏ rung động dù dù lộ ra bộ dáng tràn đầy mong đợi. Ừm, uhm, vẫn có không ít. Phương Quý vừa đảo mắt nhìn thiệp mời, vừa đi tới bên cạnh cửa lầu nhỏ đổ một đống huyết khí đan vào trong cái chậu gốm sứ của anh đề. Chương 461 Tôn Chủ Thượng Thọ Anh đề lập tức đại hỷ nhanh chóng đi qua bắt đầu ăn. Đây cũng là địa phương không giống như linh thú nhà phương quý với linh thú khác. Linh thú nhà khác vào thời điểm chủ nhân bế quan sợ không có thời gian chăm sóc đều sẽ sớm chuẩn bị tốt hết thảy thậm chí nhờ người khác chăm sóc phương quý thì không phải là vậy đều là vào lúc sau khi kết thúc tu hành hai ba ngày trực tiếp đổ một đống quý khí đan vào chậu để cho nó ăn mỗi lần là số lượng quý khí đan trong 3 ngày phàm là anh đề ăn quá nhiều sau một ngày sẽ đói bụng nhìn bộ dáng trước mắt của nó đoán chừng đói bụng tối thiểu một ngày rồi sau khi đổ quý khí đan phương quý liền ngồi xổm bên cạnh anh đề bồi tiếp cho nó ăn vừa lật thiệp mời ở trong tay chỉ thấy có khoảng chừng 20 tấm, thoạt nhìn dường như không ít, nhưng đây cũng là từ sau khi hắn bế quan lần đầu tiên, trong non nửa năm thời gian không có nhìn qua. Ở trong thời gian lâu như vậy cũng đã là rất ít. Hắn trước kia chỉ cần 3 ngày liền có thể thu được nhiều thiệp mời như vậy. Một số thiệp mời đã lâu hắn liền trực tiếp dứt sang một bên. Lát nữa anh đệ ăn cơm xong sẽ thu thập. Mà thiệp mời có thời gian tương đối gần hắn nhìn một chút lại có một tấm là do quản gia của Triệu Thông Nguyên đưa tới một tháng trước. Bảo hắn sau khi xuất quan đi đến chỗ của Triệu Thông Nguyên một chuyến, nói là có chuyện quan trọng, muốn thương lượng. Phương Quý nhíu mày, cũng không có hứng thú, liền dứt sang một bên. Về sau rảnh rỗi lại nói. Sau đó nhìn lại, chỉ có một tấm thiếp là bạch thiên gia tỷ muội mở tiệc chiêu đãi thời gian đã qua lâu rồi, cũng dứt qua một bên, thiệp lục đạo dưỡng mở tiệc chiêu đãi cũng tiện tay biết đi cuối cùng lật ra xem hết nhưng mà cũng không có thiệp sư tỷ nhà mình đưa tới trong lòng nhất thời có một chút thất vọng xem ra sư tỷ ta thiếu ta một ngàn khối linh thạch là thật sự không có ý định trả rồi hắn lắc đầu liền thấy còn lại ở trong tay chỉ có mấy tấm thiệp thanh dân gian đưa tới trong đó có thiệp mời tầm một tháng trước đó vậy liền không cần phải coi một tháng trước Phương Quý đã xuất quan một lần ngắn ngủi đi gặp hắn bán kim ô nham cho hắn. Mà dài tấm gần nhất lại là đưa tới vào nửa tháng trước. Gần nhất chính là đưa tới vào ba ngày trước. Phương Quý trực tiếp mở thiệp mời đưa tới vào ba ngày trước. Chỉ thấy phía trên viết là mời chính mình buổi chiều ngày mùng 7 tháng 3 đi đến tiên nhưỡng cư dự tiệc. Đồng thời, Cố Ý nói, nếu như không làm trễ việc tu hành của hắn mà nói, nhất định phải đi gặp đối phương có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Làm sao mà lại có khẩu khí giống nhau như đúc với lão Triệu trời. Phương Quý suy nghĩ trong lòng, hai người đều nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng, chẳng lẽ bây giờ Tôn phủ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tính toán thời gian, ngày mùng 7 tháng 3 chính là hôm nay. Hắn liền quyết định đi dự tiệc làm ra quyết định hắn liền trở về phòng tắm rửa thay quần áo lại đội cái mũ tròn nhỏ mà chính mình yêu quý xỏ dày da trâu đeo ngọc bội hồng loan ở phía trước lúc mà tiểu lý nhi đưa cho chính mình chấp hai tay đi ra bên ngoài trước khi đi còn phân phó danh đề ở nhà trông coi thật tốt ăn cơm xong dọn dẹp phòng ốc một chút ngươi nhìn ở bên ngoài lầu đi lá đã đều rụng đầy một đống rồi anh đề vừa ăn vừa sủa hai tiếng gầu gầu cái đuôi nhỏ nhanh chóng lắc chờ đến khi Phương quý rời đi nó liền trường ra bên ngoài lầu nhỏ hai cái cánh thịt lắc một cái liền quấy lên một cơn gió lớn cuốn tất cả lá rụng lên ném tới lầu nhỏ của triệu hồng ở sát bên vách hai lòng nhìn bậc thang sạch sẽ trước lầu của phương quý sau đó miên tâm thoải mái trở về ăn quý khi đàn phương quý trên đường chạy tới tiên nhẫn cư liền thấy thần quyền thành đã rực rỡ hẳn lên văng đèn kết hoa hai hàng lồng đèn lớn đều được treo lên dường như là đang chuẩn bị việc đại hỷ gì trong lòng càng hiếu kỳ nghĩ thầm chẳng lẽ là trong thành có quý nhân nào đó muốn kết hôn sao phương huynh rốt cục ngươi cũng đã xuất quan làm hại ta lo lắng một lúc lâu sợ là ngươi không đến chứ lúc đi tới trước tiên nhẫn cư lại vừa gặp cùng lúc với xe dê của thanh dân giang Thanh dân gian nhìn thấy Phương Quý lập tức đại hỷ dội vàng xuống xe cùng nhau đi lên lầu cùng với Phương Quý. Đi lên lầu xem xét lại gặp được đám người của Bạch Thiên Mạc Thương Nhật Quá, Quyền Nhai Ngọc, Bạch Thiên Gia Tỷ muội cũng đều ở nơi này ngược lại giống như là Đại hội Thiên Kiêu Tôn Phủ vậy. Ô, Phương Quynh đã tới rồi. Đã lâu rồi, không gặp Phương Quynh chắc hẳn là tu vi của Phương Quynh lại tinh tiến mà những người kia nhìn thấy phương quý tiến đến cũng đều có một chút ngoài ý muốn nhào nhào mỉm cười đứng dậy chào hỏi cùng phương quý khách khí khách khí rồi bế quan một lúc lâu không có thời gian tới chơi phương quý cười toe toét chấp tài đối với những người này sau đó ngồi xuống hỏi các ngươi làm sao mà lại đều tập trung ở đây vậy gần nhất là có đại sử gì thanh dần dàng ngồi xuống sai người đưa rượu lên sau đó cười nói phương huynh hắn là còn không biết à tôn chủ thượng thọ sắp tới rồi hả tôn chủ thượng thọ à phương quý nghe vậy ngược lại cảm thấy nao nao trước đó hắn chưa từng nghe nói qua việc này thanh dân gian cười nói tôn chủ của tôn phủ an châu chúng ta quyền nhai tam xích đại nhân tháng sau chính là sinh nhật lão nhân gia mỗi năm sẽ tổ chức một lần thượng thọ từ trước đến nay đều là đại sự của tôn phủ an châu chúng ta sẽ không thể thiếu một chút nghi lễ ăn mừng đây cũng là kỳ ngộ của đám tiểu bố chúng ta mà Phương Quý giờ mới hiểu được đại sự mà thanh dân gian muốn gọi mình tới thương lượng là cái gì chắc hẳn là triệu thông nguyên cũng là vì chuyện này mà hắn ở trên đoạn đường đi này nhìn thấy thần quyền thành giống trống khua chiên chắc hẳn là cũng có liên quan tới chuyện này thấy bộ dáng tràn đầy mong đợi của bọn hắn trong lòng ngược lại cũng có một chút tò mò cười hỏi coi như là đến chúc thọ tôn phụ đó cũng là chúng ta tặng lễ đối với chúng ta có chỗ tốt gì người ở bên cạnh nghe vậy đều lập tức nở nụ cười cảm thấy phương quý nói chuyện rất thú vị cũng có người hừ lạnh một tiếng có một chút khinh bỉ nhìn phương quý một chút thanh dân gian cười nói tôn chủ thượng thọ làm sao mà lại cần chúng ta dâng tặng lễ vật ngược lại sẽ ban thưởng cơ duyên cho chúng ta trước kia tôn chủ thượng thọ mỗi ba năm một lần liên thường xuyên tổ chức đại hội diễn võ luận pháp để cho các tiểu bối tranh đấu đọ sức, lấy việc đọ sức làm cho tôn chủ đại nhân vui vẻ, mà mỗi một lần người diễn võ luận pháp chiến thắng cũng thường thường đều sẽ đạt được sự thưởng thức của tôn chủ, ban thưởng cho rất nhiều tạo hóa, đó chẳng phải là cơ duyên hay sao chứ? Có chỗ tốt à? Phương Quý có một chút hứng thú hỏi, vậy đúng là đại sự lần diễn võ luận pháp này như thế nào? chương 462 động dung. Thành dân gian cười nói, lần này ngược lại không giống như mấy lần thượng thọ trước, ta sẽ nói cho người biết, kỳ thật vào trước đó không lâu, ma sơn tại dân quốc có dấu hiệu thức tỉnh, ma khí tràn ngập, liền có thật nhiều ma linh trốn thoát từ trong núi, ăn thịt người tứ phía, dẫn đến đại loạn. Lúc ấy, liền có không ít tiên môn cùng với tu sĩ An Châu đồng loạt ra tài, chém giết ma vật, phong ấn ma sơn nhưng mà không nghĩ tới chính là các tiên môn trong dân quốc từ chối không chịu tận tâm tận lực không chỉ có thể không tiêu trừ được tai ương ma linh ngược lại còn khiến cho tai họa càng lúc càng lớn hắn nói xong sắc mặt trở nên ngưng trọng nói bây giờ ở trong dân quốc ma linh đã tàn phá bừa bãi một phương dạng dậm đất chết mắt thấy đã ủ thành đại họa diệt quốc tôn phủ an châu của chúng ta đã thống nhất tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến đúng lúc gặp phải tôn chủ thượng thọ cho nên tôn chủ liền phân phó xuống sự tình diễn võ thượng thọ lần này chính là trực tiếp tổ chức dân quốc bốn vị trấn thủ thần quyền thành đều sẽ tiến về dân quốc dùng đại pháp lực phong bế địa vực ma linh làm loạn coi như là khu vực săn bắn để cho tu sĩ các phương tiến vào khu vực săn bắn tiểu sát ma linh tôn phủ rốt cục cũng muốn làm một chuyện tốt rồi Phương Quý nghe được lời này ngược lại cảm thấy nào nào có một chút ngoài ý muốn. Trước đó, lão tông chủ Đông Lai Tông tại Thiên Nam Đạo Triều Quốc đã từng nói, tôn phủ tuy nhập chủ bắt giật, lại là từ trước đến nay đều không để ý đến sự tình của Ma Sơn. Bây giờ bọn hắn bởi vì sự tình của Ma Sơn dân quốc mà xuất thủ cũng làm cho người ta có một chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng có thể là tai ương ở phía dân quốc đã vô cùng nghiêm trọng, Tôn Phủ nếu lại không ra tay liền có khả năng vượt qua khống chế cho nên Tôn Phủ chỉ có thể làm ra ứng đối. Nghĩ vậy, Phương Quý nhớ đến một sự kiện. Quách Thanh Sư Tỷ trước đó cũng là bị thương khi mà chém giết Ma Linh tại dân quốc. Chỉ bất quá đó là chuyện từ nửa năm trước. Chẳng lẽ nói ở trong nửa năm này tai ương Ma Linh tại dân quốc vẫn còn chưa chấm dứt sao chứ? Vậy ý của người là gì khi mà gọi ta tới? Trong lòng suy nghĩ mấy dòng, Phương Quý có một chút hiếu kỳ nhìn sang thanh dân gian. Vừa rồi ta đã nói qua, tôn chủ thượng thọ mỗi năm đều sẽ có cơ duyên tạo hóa cực kỳ phong phú bàn thưởng xuống. Thanh dân gian cười nói tiếp, lần này khác biệt cùng với lúc trước, ban thưởng sẽ càng thêm phong phú, ta đã nghe ngóng rồi, lần này mà đi săn ma linh, phàm là người dám đi vào khu vực săn bắn, liền sẽ được thưởng một số linh thạch. Nếu như có thể lọt vào 100 vị trí đứng đầu trong lần săn bắn này, liền sẽ được ban thưởng một kiện dị bảo ma sơn nếu như có thể tiến vào 10 vị trí đầu ngoại trừ trọng thưởng càng có cơ hội tấn thăng một cấp còn nếu như có thể tiến vào ba vị trí đầu hắn nói đến đây nhịn không được cười to nói thậm chí có thể trực tiếp thỉnh cầu tôn chủ ban thưởng phương quý nghe lời ấy lập tức cảm thấy nào nào thầm nghĩ đây chẳng phải là có thể trực tiếp đòi hỏi tài nguyên tiên đảo sao vào lúc thanh dân gian nói mấy loại ban thưởng phía trước, Phương Quý còn không có cảm giác gì. Nhưng mà nghe được câu cuối cùng, lập tức có một chút động dung. Hẳn thế nhưng là biết phân lượng của câu nói này. Tôn phủ có rất nhiều ban thưởng, mà ban thưởng cũng có đủ loại đồ vật. Có đôi khi sẽ trực tiếp thưởng linh thạch hoặc là trân bảo. Có đôi khi trực tiếp thưởng một cái cơ hội tấn thăng phẩm cấp. Cũng có đôi khi sẽ thưởng một số dị bảo ma sơn, thần binh pháp khí, nói tóm lại tôn phủ có nội tình phong phú vô tận dị bảo chỉ cần những quý nhân cao cao tại thượng kia cao hứng cho dù là thứ gì cũng sẽ có khả năng bàn xuống nhưng mà nếu nói ở trong những ban thưởng này loại ban thưởng nào làm cho người ta động tâm nhất tự nhiên chính là cơ hội để cho chính mình chọn lựa đồ vật ban thưởng giống như chuyến đi đến thiên nam đạo trước đó bởi vì thu hồi quả tàn thạch đoạt được công đầu phương quý đạt được cái cơ hội đó có thể chủ động lựa chọn ban thưởng cũng là bởi vì câu nói kia cho nên phương quý đưa ra yêu cầu muốn dạng vật mẫu thủy mà vị trấn thủ đại nhân kia bởi vì lời hứa hẹn trước đó thế mà đã đáp ứng cho hắn vì thế dạng vật mẫu thủy trân quý đến cực điểm cứ như vậy rơi vào trong tay của hắn một vị trấn thủ liền có thể thưởng cho chính mình dạng vật mẫu thủy vậy tôn chủ cao cao tại thượng thì sao chứ không lấy ra một chút tài nguyên tiên đạo sẽ xứng với thân phận của ngươi sao? Trong lúc nhất thời, Phương Quý trở nên hưng phấn, ý thức được tầm quan trọng của cơ hội lần này. Cũng khó trách, Triệu Thông Nguyên cùng với Thanh Dân gian đều vội giả gặp mình như vậy. Xem ra bọn hắn cũng biết tầm quan trọng của lần diễn võ tại dân quốc này. Sợ mình bởi vì bế quan mà bỏ qua. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, chuyện này lại càng trọng yếu hơn chỉ cần lộ mặt ra là được, còn ban thưởng thì cũng không trọng yếu. Chuyện tốt như thế, vậy thì phải đi thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Quý lập tức vui vẻ, vỗ đùi một cái. Đám người thanh dân gian nở nụ cười nói, ta mời ngươi tới, cũng chính là muốn đồng hành cùng đi đấy. Phương Quý cười nói, nói gì vậy, chúng ta vốn là ở chung một cốc mà, đương nhiên sẽ đồng hành cùng đi thôi. Thanh dân gian lắc đầu cười nói, không phải như thế, lần này chính là tôn chủ thượng thọ bởi vậy mới có đại sự này mặc dù trên mặt nổi là tiến vào dân quốc trừ ma nhưng mà trên thực tế vẫn là các thiên kiêu diễn võ đấu pháp cho nên không thể xem như là nhiệm vụ của tôn phủ đám người tiến vào khu vực săn bắn kia cũng là do mỗi người tự nguyện tự mình chém giết ma linh tự mình tranh đoạt thứ hạng không còn phân đội hành động cho nên chúng ta cũng sẽ không cần đi theo cốc đều là riêng phần mình tìm hảo hữu chí giao liên thủ tiến vào sân cốc. Nếu là như vậy, Phương Quý nghe thế, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, hiện tại ta còn chưa thể đáp ứng ngươi, hãy tạm chờ ta suy tính một chút. Hả? Đám người quyết mạch tôn phủ ở chung quanh nghe vậy có một chút kinh ngạc. Bọn hắn liếc nhìn nhau, có thể nhìn thấy không ít người lộ ra sắc mặt bất mãn lấy thân phận của bọn hắn thành khẩn mời phương quý đồng hành như vậy có thể nói đã là dinh hạnh đặc biệt hiếm thấy đối với tu sĩ của bắc dực không biết có bao nhiêu tu sĩ bắc dực chủ động muốn đồng hành cùng với bọn hắn bọn hắn còn chướng mắt không nghĩ tới bọn hắn chủ động mời phương quý ngược lại nâng cao bản thân lại còn muốn suy tính một chút nữa cái gì mà còn muốn suy tính đồng hành cùng với chúng ta đã là dinh hạnh đặc biệt của hắn rồi chẳng lẽ hắn còn lựa chọn tốt hơn à Mỗi người đều có tâm tư khác nhau, bầu không khí trong sân lập tức có vẻ hơi ngột ngạt. Chương 463 Ăn thua thiệt Ngược lại, thành dân dàng nghe thế sau khi có một chút kinh ngạc liền cười nói Vậy thì được rồi, chúng ta sẽ đợi Phương huynh trả lời Bất quá ngươi cần phải mau chóng đưa ra câu trả lời Lần này thời gian mà ngươi bế quan thật sự là quá lâu rồi Thời gian còn lại không nhiều, ba ngày sau đó liền sẽ khởi hành được rất nhanh rất nhanh thôi phương quý cười đáp ứng sau đó liền uống một trận cùng với thanh dân gian sớm rời đi sau khi đi ra tiên nhưỡng cư phương quý đi về hướng nam phương thần điện bây giờ hắn đã hiểu rõ quy củ lần trừ ma này nếu không phải là nhiệm vụ của tôn phủ vậy thì muốn đồng hành với ai cũng được nếu như gần lớn một mình mình tiến vào dân quốc cũng không sao cho dù là có đồng hành cùng với người khác săn giết được bao nhiêu ma linh ở bên trong cũng phải dựa vào bản lĩnh của bản thân. Cho nên, người thứ nhất Phương Quỷ nhớ tới chính là sư tỷ nhà mình. Sư tỷ nhà mình lẫn vào tôn phủ thảm như vậy, đây chính là cơ hội dẫn nàng đi phát tài thôi. Bất quá sau khi đi đến Nam Phương Thần Điện, nghe ngóng một hồi, biết được quách thanh sư tỷ không có bên trong điện. Lúc đi hỏi thăm, hắn lại thình lình nhìn thấy có một nam tử mặc áo bào rộng màu xanh đi tới, ôm trong ngực một thanh trường kiếm hắn nghe được lời nói của phương quý lập tức lãnh đạm cười một tiếng nói người muốn tìm người tên là quách thanh à <laughs> chỉ sợ là nàng đã sắp bị trục xuất khỏi nam phương thần điện rồi cái gì phương quý nghe lời này lập tức kinh hãi bây giờ hắn cũng đã hiểu rõ quy củ của tôn phủ biết tính nghiêm trọng của câu nói này sư tỷ nhà của mình trước kia đúng là lăn lộn chẳng ra sao nhưng mà tốt xấu gì vẫn có bổng lộc tại nam phương thần điện mà nếu như bị trục xuất ra khỏi thần điện hơn phân nữa là đã bị trọng thương trở thành phế nhân cũng không còn cách nào làm nhiệm vụ những người trong hẻm phế nhân kia hơn phân nữa là như vậy sư tỷ nhà của mình trước kia mặc dù lăn lộn chẳng ra sao nhưng mà cũng không có bị trọng thương vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ một thân bản lĩnh cũng vô cùng không tệ làm sao lại lăn lộn đến trình độ sắp bị trục xuất ra khỏi thần điện chứ nếu là như vậy việc này sẽ càng nghiêm trọng hơn phương quý lập tức chạy đến hẻm phế nhân một khi đã bị trục xuất ra khỏi thần điện cũng liền tương đương giới triệt để bị đẩy ra ngoài rìa muốn xoay người rất là khó khăn cho nên phải thừa cơ hội này dẫn sư tỷ đi phát tài thật tốt như vậy thì vẫn còn khả năng giảng hồi nhưng trong lòng của hắn nghĩ vậy vào lúc vô cùng lo lắng đi tới hẻm phế nhân đã thấy bóng người nơi này thừa thớt đừng nói là không có nhìn thấy bóng dáng sư tỷ ở trong căn tiệm nhỏ kia mà liền ngay cả cảnh tượng náo nhiệt trước đó cũng không có, chỉ còn lại có mấy vị quái nhân động tác chậm chạp ở nơi này, hướng ánh mắt vô thần, nhìn chăm chăm vào bầu trời. Cả con đường đều âm u, tĩnh mịch, giống như là con hẻm cục. Có nhìn thấy sư tỷ nhà ta hay không vậy? Phương Quý bắt lấy một lão đầu gian đường, tiến hành mô tả. Gọi là quách thanh đấy, chân dài, gầy, trước ngực không có thịt, Lúc đầu dùng ánh mắt đục ngầu nhìn Phương Quý một chút lắc đầu nói Không biết Phương Quý bất đắc dĩ tiến lên một bước nói Nào nhớ lại xem Vẫn chưa nói xong lão đầu kia bỗng nhiên hôn một tiếng Có đánh chết ta cũng không nói Phương Quý im lặng lấy ra một khối linh thạch nói Ta không có đánh người, ngươi hãy nhớ lại xem Hai mắt của lão đầu lập tức tỏa sáng nói Đưa linh thạch cho ta Phương Quý đưa linh thạch cho lão đầu, lão đầu ôm vào trong lòng, lớn tiếng nói, không biết. Phương quý lập tức giận điên, giơ tay lên, lão đầu la lớn, có đánh chết, ta cũng không nói. Phương quý lập tức bất đắc dĩ. Mặt thấy mấy vị khoái nhân trong toàn bộ ngõ hẻm đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía mình. Con tưởng rằng đang bắt nạt lão đầu, lại thấy lão đầu kia giả dờ ngây ngốc, bay ra bộ dáng chết sống, cũng không trả lại linh thạch cho mình, hắn chỉ đành cắn răng không nghĩ tới Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phương Quý Phương Lão Gia Ta vào Nam ra Bắc chưa từng ăn thua thiệt. Lại bị một cái lão đầu tử cục tay cục chân lừa gạt chứ. Hắn cũng biết trong hẻm nhỏ này cũng không nghe ngóng được gì, đành phải giận dữ rời khỏi hẻm phế nhân. Trong lòng ngược lại suy nghĩ một phen. Mặc dù là hẻm phế nhân lộ ra sự quỷ dị, nhưng mà nghĩ đến quách thanh sư tỷ cũng hẳn là không xảy ra vấn đề gì lớn. Bằng không mà nói, cũng đã sớm có tin tức truyền ra, sẽ không lặng yên không một tiếng động như thế chỉ là đến tột cùng nàng đi nơi nào chứ thật sự là đoán không ra mà đợi như vậy thêm một ngày thấy thời gian xuất phát sắp đến thanh dân gian lại phái người đến thúc giục phương quý cũng chỉ đành đáp ứng bọn hắn vô luận là như thế nào dạng cơ hội tốt này hắn cũng không thể bỏ qua ngược lại thanh dân gian thấy phương quý đáp ứng tâm tình rất tốt lại sai người truyền đạt tin tức nói cho hắn biết tất cả đồ vật nên chuẩn bị mà Phương Quý cũng không dám chủ quan đối với chuyện này, hắn dù sao cũng xuất thân từ tiên môn, không giống như quyết mạch của Tôn phủ, có khoảng cách so với Ma Sơn rất xa xôi. Phương Quý thế nhưng lại tại cảnh giới dưỡng tức đã chui vào Ma Sơn mấy lần, tự nhiên biết rõ các loại hung hiểm trong Ma Sơn. Hơn nữa, vào lúc ở trong tiên môn, Phương Quý tiến vào Ma Sơn tiếp xúc vẫn chỉ là ở ngoài Ma Sơn, hơn nữa còn là bên ngoài Ma Sơn chưa có thức tỉnh. Nhưng bây giờ tòa ma sơn ở dân quốc kia nghe đã bị tàn phá bừa bãi trong thời gian rất lâu. Ma dực bao phủ một nước, mấy đại thiên môn liên thủ cũng đều không ngăn được, đã ủ thành tai quả lớn. Ai biết bên trong sẽ sinh sôi ra cái dạng đồ chơi lợi hại gì chứ? Mặc dù lúc này tu vi của hắn đã tăng nhanh, cũng không phải là tiểu đệ tử Thái Bạch Tông lúc trước, nhưng mà những thứ đối mặt lần này, đồng dạng cũng không phải là những ma vật dụng về hung hãn kia, mà là ma linh cao hơn một cấp bậc cho nên phương quý cũng biết nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng thế là hắn thừa dịp trong thời gian hai ngày còn lại dùng nhiều tiền mua không ít đan dược có thể giải độc ma linh một bộ pháp bảo hộ thân không chỉ có là bản thân còn mua cho anh đệ một bộ lúc trước tiến vào ma sơn lần đầu tiên phương quý còn mượn nhờ bảo pháp gia truyền của tiêu long tước mặc vào cho nó đương nhiên về sau tiêu long tước phát hiện ra cũng thiếu chút nữa đã động thủ với phương quý rồi bây giờ cũng không cần mượn nữa, Phương Quý dù sao cũng có rất nhiều tiền. Liền đi mua cho nó một bộ mặt lên người, một thân vàng ống ánh, ngược lại là khiến cho anh đề rất quay phong, dựa qua một dòng trong sườn cốc, ngẩn đầu, nâng cao cái đuôi, cảm giác rất là quy phong. Cái tên tiểu tử này không phải là cũng muốn đi vào khu vực săn bắn đó chứ. Mấy ngày nay, Phương Quý xuất hiện nhiều, lại đi mua đan dược, lại cho anh đề mặc giáp, ngược lại đã dẫn tới sự chú ý của mấy người ở trong sân cốc. Chương 464 xuất phát Đám người của lục đạo dưỡng lại nhịn không được mà tụ tập với nhau, tiến hành thương lượng. Lúc đầu, quan hệ giữa chúng ta dán không tốt, kết quả lãng lăn lộn rất giỏi, lại đoạt đại công của chúng ta. Về sau, chúng ta rốt cuộc hạ quyết định là muốn hòa giải cùng với hắn. Hắn lại lập tức đắc tội cùng người tôn phủ, bị dọa ẩn mình lâu như vậy, bây giờ hắn xuất quan vào đúng lúc này tất nhiên là muốn đi đến dân quốc trừ ma rồi chỉ là lần này không phải là nhiệm vụ mọi người đều là tự nguyện nếu như hắn muốn đồng hành cùng với chúng ta mà nói có cần mang hắn theo hay không sau khi nói ra lời này mấy người quay đầu lại nhìn nhau đều nhìn ra sự xoắn xích ở trong mắt lẫn nhau không không mang theo cuối cùng ngược lại là triệu hồng có tu vi thấp nhất hung hăng mở miệng nói cũng không phải bởi vì ta có lòng dạ hẹp hòi chủ yếu là con rắn của hắn kia gần đây ném rác rưởi qua lầu nhỏ của ta quá khi dễ người mà mang hắn đi theo dạng nhất có quý nhân tôn phủ nhìn hắn không thuận mắt tiện thể dẫn chó đánh mèo chúng ta thì làm sao bây giờ không mang hắn đi theo dạng nhất về sau hắn lại lăn lộn tốt lên thì làm sao bây giờ đám người lục đạo dưỡng vào lúc này thật đúng có một chút buồn rầu vì vấn đề này kẻ phương quý này thật sự quá bất ổn định trong một đoạn thời gian hắn cuồng giọng không gì sánh được thấy ai là mắng người đó lộ ra dáng vẻ sẽ lập tức gặp xui xẻo trong một đoạn thời gian lại đột nhiên có quan hệ khắp nơi có người giúp đỡ nói chuyện khắp nơi nhìn như có tiền đồ vô lượng vậy vào thời điểm vừa ý thức được bối cảnh của hắn rất đáng sợ lại bỗng nhiên nghe nói hắn gan to bằng trời đánh cho huyết mạch tôn phủ thành đầu heo trải qua những cái chuyện này bây giờ cũng không biết làm như thế nào để mà đối mặt với hắn nữa. Đương nhiên, kết quả thảo luận ra cuối cùng vẫn là không muốn mang hắn theo. Nguyên nhân là quái xà của phương quý, không chỉ có ném rác rưởi qua phía lầu nhỏ của Triệu Hồng mà cũng ném tới trước lầu nhỏ của Tề Diễn Độ cùng với Ngụy Giang Long. Lầu nhỏ của Lục Đạo Dũng cũng ném qua một lần. Thế là đám người Lục Đạo Dũng xoắn xích một phen trong lòng vẫn làm ra quyết định chỉ là mặc dù đã làm ra quyết định bọn hắn ở trong thời gian hai ngày này vẫn còn có một chút tâm thần bất định sợ phương quý bỗng nhiên tìm tới cửa đưa ra cái yêu cầu này dù sao thì quyết định không mang theo hắn là một chuyện ngay trước mặt hắn nói ra lời này là một chuyện khác cho dù là hiện tại bọn hắn đều đã rất không coi trọng phương quý nhưng mà bọn hắn trước kia đã từng thua thiệt qua cũng thật sự không dám đắc tội với phương quý một lần nữa tâm tình vừa xoắn suýt vừa lo lắng ngược lại đã dày dò đám người lục đạo dũng không nhẹ suýt nữa đã trốn ra bên ngoài rồi còn tốt hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua trong nháy mắt đến ngày thứ ba mặt trời dâng lên phía đông thân quyền thành to như vậy cũng lập tức trở nên náo nhiệt ngày hôm đó có không biết bao nhiêu người ở trong tôn phủ an châu tại thần quyền thành đồng thời mặc giáp cầm thương leo lên thuyền pháp tiến về dân quốc trong lúc nhất thời chỉ thấy đầy trời đầy đất đều là bóng dáng thuyền pháp ở giữa thuyền pháp lại có thể thấy được vô số đạo kiếm quang tung hoành xen kẽ còn có cưỡi mây mà bay ngồi linh thú bóng người phô thiên cái địa bay lên từ trong thần quyền thành bay về phía nơi xa lần đến dân quốc trừ ma này đúng là một việc đại sự một là bởi vì ma sơn tàn phá bừa bãi dân quốc thực sự đã đến một trình độ cực kỳ nghiêm trọng Nghe nói toàn bộ dân quốc bây giờ đều đã trở thành một mảnh ma vực. Ở bên trong không biết có bao nhiêu ma linh, ma vật ăn thịt người, làm loạn xung quanh. Bởi vậy trong tôn phủ, cơ hồ tất cả người tu hành đều đứng dậy vào lúc này chạy tới dân quốc muốn chấm dứt trận tai họa này. Còn nữa, tôn chủ thượng thọ An Châu vốn là một sự kiện lớn. Nếu hắn đã chỉ định dân quốc là khu vực săn bắn, như vậy những người này tự nhiên sẽ anh dũng tiến tới quyết tâm lập nên một phen công lao ở trong khu vực săn bắn này. Khỏi cần phải nói, cho dù là lọt vào top 100, cũng là một kiện sự tình rất hãnh diện, nói không chừng sự vũ dũng, dũng của mình liền có thể để lại ấn tượng tốt cho thôn phủ, rất là có lợi đối với tiền đồ sau này. Vì thế, trong thần quyền thành, ngược lại xuất hiện tràn diện đồng lòng hiếm thấy. Dù luận những người một lòng muốn lăn lộn ra trò tại Tôn Phủ hay là những người lo lắng cho bách tính phía Bắc Dực kia lúc này cũng đều xúc động. Ở trong thần quyền thành, tứ phương thần điện, thần dễ cảnh giới trúc cơ, nói thế nào cũng có hơn một nghìn người. Ngoài ra còn có hộ vệ cùng với nô bọc thị thiếp ở trong thần phủ tôn chủ, hộ vệ nô bọc trong tứ phương trấn thủ thần điện, cùng với vô số người chạy tới dân quốc dự lễ. Các loại gia tộc đến chúc thọ tôn chủ cộng lại những người này lại coi như là đếm không hết, bầu trời cũng đều muốn che khuất. Chưa gì đồng đạo, có thể lập nên công lao, lọt vào pháp nhãn của quý nhân hay không, liên phụ thuộc vào lần này. Mấy người, lục đạo dưỡng cũng đã dậy thật sớm, mặc giáp trụ thỏa đáng, liên hẹn nhau đi ra. Liếc nhìn nhau, ngược lại là điều có thể nhìn ra, hùng tâm dạng trượng trong mắt của nhau. Trong tiếng cười lớn, năm người liên cùng nhau đến thuyền Pháp đã sớm chuẩn bị phía trước. Các người cũng muốn đi đến dân quốc à? Đang kích động, chợt nghe một tiếng cười, trong lòng của năm người lập tức lợp bợp một tiếng. Bọn hắn cùng nhau quay đầu lại, liền nhìn thấy Phương Quý mặc vào một chiếc áo choàng thổ cẩm, ở trên đầu mang theo cái mũ tròn nhỏ, trên chân đạp giày da trâu. Đai lưng bên trái treo một khối ngọc bội hồng loan, bên phải thì treo một cái hồ lô màu đỏ, đeo sau lưng hai hộp kiếm, bên người còn có một con quái xà một sừng, toàn thân trên dưới bao phủ giáp vàng, dương dương đắc ý đứng bên ngoài miệng cốc, mỉm cười tủm tỉm nhìn hắn. Hỏng rồi, tránh né vài ngày vẫn bắt gặp hắn ở đây sao? Đám người lục đạo dưỡng đều thầm nghĩ không ổn, cái tên tiểu tử này chẳng lẽ là là cố ý chờ chúng ta tại đây à? Hơ, phương đạo hữu dậy sớm vậy, chúng ta Lục Đạo Dưỡng tràn đầy xấu hổ, chỉ có thể cười bồi một tiếng, chuẩn bị tìm một chút lý do thoái thác. Không nghĩ tới, lúc còn chưa nói xong lời này, liền chợt thấy ở vị trí miệng cốc, một chiếc thuyền Pháp đẹp đẽ xa hoa hạ xuống. Trên đầu thuyền, thành dân gian mặc áo choàng màu đen, ôm kiếm trong ngực. Ở bên cạnh hắn, còn có một đám người quyết mạch tôn phủ, bạch thiên gia tỉ muội Bạch thiên mặt đứng đấy, cười tủm tỉm nói đối với vương quý đã để cho Phương Quỳnh đợi lâu rồi. Thôi, chúng ta cùng nên xuất phát thôi. Được, vậy thì đi thôi. Phương Quý cười to, quay đầu lại, phất phất tài đối với đám người lục đạo dưỡng dẫn theo anh đệ trực tiếp bay lên thuyền Pháp. Nhìn qua chiếc thuyền Pháp chở một đám thiên kiêu tôn phủ cùng với Phương Quý phía xa xa. Đám người lục đạo dưỡng cứ thế mà kinh ngạc tại đương trường. Các bạn vừa nghe xong tập 59 Trọng luyện cửu thiên cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt